Dưới đây lại thập trụ trong tỳ bà sa luận viết. Nếu người muốn nhanh đến địa vị bất thoái chuyển, nên dùng tâm cung kính để chấp trì xưng danh hiệu. mấy câu nói này ở đây nhắc nhở chúng ta giả sử một người muốn nhanh chóng đạt được bất thoái chuyển ngay trong đời này của chúng ta nhất định phải chứng đắc phải dùng phương pháp gì chính là một câu dưới đây nên dùng tâm cung kính chấp trì xưng danh hiệu thì quý vị có thể đạt được trong đây thèn chốt nhất là bốn chữ cung kính chấp trì này chân thành cung kính trong tâm quý vị không có mảy may hư ngụy hư ngụy là gì nghi hoặc là hư ngụy tạp niệm là hư ngụy Trong tâm không có nghi hoặc Đối với cổ thánh tiên hiện Đối với Phật, Bồ Tát Chí thành cung kính Cổ nhân làm được điều này không khó Nguyên nhân là gì? Gia giáo tốt. Mẹ dạy tốt. Từ nhỏ mẹ đã dạy quý vị chân thành cung kính. Đây là đại căn đại bản để làm người. người hiện tại không hiểu được vậy những thứ này đối với lý niệm và phương pháp dạy học của cổ nhân có những nghi hoặc rất sâu cho rằng người hiện tại nếu học trung học tương lai đi vào xã hội thì không thể cạnh tranh với người ta Có thể tương lai ăn cơm, sanh tồn đều trở thành vấn đề. Cho nên từ nhỏ đã dạy họ cạnh tranh. Sai lầm rồi. Vì vậy, giáo dục ngày nay từ nhỏ đã dạy sai cho con cái. Phương hướng sai Mục tiêu cũng sai Vì nên cuộc sống một đời thật đau khổ Bất luận làm ngành nghề gì Không có được hạnh phúc Không có được an vui chúng ta quan sát tỉ mỉ để lãnh hội việc dạy học của cổ nhân sự dụng tâm như thế vậy quý vị chân thành để đối người tiếp vật có thể câu thông với những con vật nhỏ có thể câu thông với cỏ cây hoa lá có thể câu thông với trời đất quỷ thần quý vị nói xem như vậy an vui biết bao hạnh phúc biết bao